Những ngày gần Giáng sinh năm nay, các con đường trung tâm Sài Gòn bớt vẻ sôi động và rực rỡ đèn hoa. Làn sóng trả mặt bằng kéo dài từ sau dịch Covid cho tới nay chưa thể dừng lại và ngày càng lan rộng hơn. Đoạn đường Lê Lợi này được coi là đắc địa nhất nhì trung tâm Sài Gòn, đối diện với trung tâm thương mại Takashimaya. Một cảnh tượng thật khó hình dung, các cửa hàng đóng cửa, các mặt bằng được dán giấy cho thuê nhà với đủ màu sắc khác nhau. Ở trên cánh cửa cuốn này, những miếng giấy dán rao cho thuê mặt bằng bị xé nhiều lớp. Các biển chữ uể oải, mệt mỏi rơi xuống mà không thấy bàn tay sắp xếp lại của chủ nhà. Cỏ dại, cây hoang mọc lên trước cửa những căn nhà đóng im im. Bây giờ nó vắng quá vậy. Nó rất nhơn nhộn nhịp, bây giờ nó vắng quá. Phía đối diện, trước cửa tòa nhà Sài Gòn Center, chỉ lác đác vài du khách đang chụp hình, khác với không khí đông vui cùng kỳ những năm trước. Có ý kiến cho rằng giá thuê mặt bằng khu trung tâm quá cao, nhưng cũng có người cho biết tình hình làm ăn không như ý muốn. Còn đây là đường Nguyễn Thiệp, quận nhất, một trong những con đường đẹp của trung tâm Sài Gòn, đoạn giữa của Đồng Khởi và Nguyễn Huệ. Vắng, đóng cửa, hoặc trưng biển bán, hoặc cho thuê mặt bằng. Bằng thì tất nhiên là nhiều rồi chị đi ra Lê Lợi là chị cũng thấy người ta trả đầy, còn buôn bán thì chắc chắn là phải giảm rồi. Nói chung là thì hôm nay thì em thấy có nhưng mà sức mua giảm. Năm nay thì mình cảm thấy là ở khu vực xung quanh các trung tâm thì nó cũng không có trang trí nhiều, các cái địa xung quanh ví dụ như mấy cái thương hiệu lớn thì người ta cũng làm hạn chế, người ta đâu có làm được rồi. Mà mấy năm ngoái tầm khoảng 20 mấy cây là mình đã thấy trang trí đèn lớn, thậm chí cả đèn của đèn đường thành phố. Năm ngoái hình như em nhớ từ thời điểm này là bắt đầu làm để cho cái tay. Đường Đồng Khởi, con đường kinh doanh đắt đỏ và nhộn nhịp nhất của Sài Gòn, cũng chung tình cảnh tương tự. Các miếng giấy dán cho thuê nhà treo phía trước, bên hông và cả dưới nền đất. Khách sạn Katina này từng có một thời gian hoành tráng và giờ thì đã trả mặt bằng. Im ắng, các giấy dán cho thuê của dân môi giới dán và xé tứ tung. Cửa kiếng trở thành nơi để những tay viết vẽ ngoài đường phố tự do thể hiện. Những cửa hàng gần đó cũng đóng cửa tương tự. Đường Lý Tự Trọng quận nhất cũng chẳng khá hơn, mảng tường kính đủ sắc màu nhưng lại mang nghịch lý của sự buồn tẻ. Mùa Giáng sinh năm nay của Sài Gòn không đông đúc và nhộn nhịp như mọi năm. Một mùa Giáng sinh đóng cửa, trả mặt bằng.